ta đang đi trên đường cái nền của Bến Chiêu Dương ngày xưa đó anh chị. Mấy hôm đây là con đường Trần Đình Xu Pháp Diệm anh chị ha. Xin y tin chắc rằng đối với những anh chị xa Sài Gòn đã lâu thì đây là lần đầu tiên cùng với Xin y lang thang trên con đường này. Nó có những cái sản phẩm như là xá xị Chương Dương, nước ngọt Chương Dương. Hello, chào anh chị và các bạn. Xin đi đứng trên con cái cầu Nguyễn Văn Cừ ngay chỗ chợ Năng Si. Và cái cầu Nguyễn Văn Cừ này bắc qua dòng kênh Bến Nghé và dòng kênh Tàu Hủ để nối quận nhất, quận 5 tới quận 4 và quận 8. Hôm nay thì Xin đi cũng muốn mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ lang thang đại lộ Võ Văn Kiệt. Và nơi đây là cái nền chợ Năng Si ngày xưa trên bến dưới thuyền. Và cũng là nơi đây phân định giữa bến Chương Dương và bến Hàm Tử ngày xưa. Và Xin Y cũng muốn mời anh chị và các bạn lang thang trên đại lộ Võ Văn Kiệt, còn gọi là đại lộ Đông Tây, để chúng ta nhìn lại cái bến Chương Dương ngày xưa nó như thế nào. Chúng ta đang rảo bước đi về hướng quận nhất anh chị. Rồi mời anh chị và các bạn cùng đi với Xin Y nha. Dòng xe xuôi ngược, Xin Y sẽ qua được. Máy bên kia là con đường đường Bến Vân Đồn, một con đường hoàn toàn khác so với ngày xưa. Ngày xưa thì anh chị thấy một dãy nhà sàn ven dòng kênh Bến Nghé này, nhưng mà bây giờ thì không còn những hình ảnh đó nữa, nhường chỗ cho những cái chung cư cao cấp mọc ra như anh chị đã thấy. Và còn bên đây thì sao? Một cái đại lộ Võ Văn Kiệt rất là rộng, nó rất là nhiều làn xe. Và máy bên trong đây là làn xe của xe gắn máy, ngoài kia làn xe ô tô. Đại lộ Võ Văn Kiệt nối từ An Lạc sẽ dài dài tới quận 2. Và máy bên miền Tây thì chúng ta có cao tốc Sài Gòn Trung Lương. Và má bên quận 2 đi thẳng thì chúng ta có cao tốc Sài Gòn Long Thành Dầu Dây, rất là thuận tiện trong vấn đề lưu thông giữa Đông và Tây. Bây giờ thì men theo con đường này, men theo dòng kinh Bến Nghé để gửi tới anh chị một vài hình ảnh mà ngày xưa chúng ta đi ngang thì con đường chút xíu thôi. Và Xin Y đang đi trên con đường cái nền của nhà sàn năm xưa, một đoạn ngắn để gửi anh chị và các bạn coi đại lộ Võ Văn Kiệt ngày hôm nay như thế nào. Đây là cái đường dẫn từ cầu Nguyễn Văn Cừ đổ về cái hướng từ quận 8, quận 4 ra anh chị. Quận 4 thì máy bên kia kìa. Nói về quận 4 thì Xin Y có một cái chuỗi quay clip ở bên quận 4. Bây giờ quận 4 hoàn toàn khác một mảnh đất, người ta nói là giang hồ ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì rớ vô vào phỏng tay anh chị. Nhà đất thì rất là mắc, một cái vôi đất rất là nhỏ thôi, bao bọc giữa những dòng kênh như kênh Bến Nghé, kênh Tẻ và dòng sông Sài Gòn, nhỏ thôi nhưng mà người dân bây giờ thì rất là hiền hòa. Con đường này rất là thuận tiện. Xin Y thì ở Bình Tân, quận 6. Thì mỗi lần chưa có con đường này thì Xin Y chọn con đường Tháp 10, Hải Thượng Lãng Ông, Châu Văn Liêm và Nguyễn Trãi để về quận nhất. Nhưng mà cứ đi quận nhất thì cứ đi lại lộ Đông Tây, rất là tiện. Mé bên trái thì chúng ta có khu vực phường Cầu Kho ngày xưa. Đây là những hình ảnh để Xin Y cập nhật gửi anh chị và các bạn. Và chúng ta nhìn lại cầu Nguyễn Văn Cừ
Còn nếu mà chúng ta xuyên qua theo dòng kênh đến cầu Nguyễn Cừ này, song song với nó là cầu Chữ Y, một cây cầu lịch sử của Sài Gòn xưa và nay. Bây giờ nước xuống, anh chị thấy nước xuống thì nó cạn, cạn lắm. Lâu qua lâu có những chiếc và bỏ lại tắt ráng chạy qua. Và Tony thường thường để ý thích quay những cái dòng kênh như thế này. Vẫn thấy người ta tận dụng cái dòng kênh này để thả lưới, bắt cá, vân vân. Điều đó dù sao đi nữa, nó cái dòng kênh này nó hồi sinh, có cá rồi gì. Nhưng mà nói đi gì thì nói, nó vẫn còn ô nhiễm. Sunny tin chắc rằng đối với những anh chị xa Sài Gòn đã lâu thì đây là lần đầu tiên cùng với Sunny lang thang trên con đường này. Kể cả Sunny nữa, qua quá trình đi quay như thế này, lần đầu tiên Sunny cũng đi bộ. Chứ ngày xưa thì làm gì có đi bộ, đi trên con đường là đi xe. Chúng ta sẽ mang theo cái công viên này anh chị ha. Chiều chiều thì có một số anh câu cá ở khu vực này anh chị. Dòng xe đang đổ về hầm Thủ Thiêm, về quận 2, quận nhất. Có ai đốt rác. Chúng ta đi dài dài khoảng, mà khi nào mà Sunny cảm thấy mệt đó, Sunny sẽ stop các clip nha anh chị ha, đi để chị cập nhật thôi. Ta đang đi trên đường cái nền của bến Chiêu Dương ngày xưa đó anh chị. Đấy, chung cư bên quận 2 bến Vân Đồn. Cái chiếc xe câu cá nè. Mấy bữa thì Sunny đi mé bên kia thì thấy nước ngọc dương dương. Bây giờ Sunny đang nhìn ngó coi. Nhưng mà chưa tìm ra cái chỗ nhà máy nước ngọc dương dương ngày xưa, một cái thương hiệu mà Sunny rất là thích, đó là xá xị Chương Dương, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Sau năm 1975 thì nó ra một số sản phẩm, Sunny nói là bia lên cơn đó, một cái chai pet 1,5 lít, gọi là bia hơi đó anh chị. Bây giờ nó có những cái sản phẩm như là xá xị Chương Dương, nước ngọt Chương Dương, và sữa đậu nành Chương Dương. Đó, những cái thương hiệu đó nó vẫn còn. Với một sự cạnh tranh khốc liệt của những anh khổng lồ, đó là Coke và Pepsi. Với hàng Điệp này rất là mát anh chị ha. Chúng ta nhìn lại đường bên Vân Đồn bên kia. Ngày xưa thì như thế nào anh chị? Mé bên kia thì nhà sàn, mé bên đây là nhà sàn. Và chúng ta những hàng xóm ý ới băng qua thăm nhau bởi những con đò ngang.
Nhưng mà bây giờ thì nó không còn những cái hình ảnh đó nữa, nó thay thế bởi những cái chung cư cao cấp này. Và máy bên đây là một cái hàng cây xanh rất là mát mẻ. Cứ đi dài dài để cập nhật cho anh chị. Khi mà cập nhật cho anh chị những hình ảnh thì Sunny cảm thấy vui rồi. Trên đây thì nó có những cái bảng tới chuẩn bị tới ngã ba, ngã tư gì, ngã ba thay gì. Bên máy bên đây là xong rồi, nó có những cái bảng như là hầm sông Sài Gòn, rồi hướng về quận nhất, con đường Trần Hưng Đạo. Trong kênh nó thực sự thì nó cũng ô nhiễm anh chị, nó chưa xử lý hết được, còn đen lắm. Nhưng mà đối với anh chị những cái loại cá như cá rô phi nè, cá rê nè, cá ra thì cái sức sống nó mạnh liệt lắm. Và cứ đi ngang dọc cái này thì Sunny cũng phải quan sát dưới đất, đôi khi nó có mìn trong một kép đó anh chị, người ta phóng uế bậy bạ đó. Bữa nay bầu trời xanh rất là đẹp anh chị, nó không còn âm u bởi những cái đợt sương mù khi giao mùa của vài tuần trước nữa. Ở dưới có một cái mo và ở trên là căn hộ cao cấp. Một căn hộ mấy bữa thì Sunny search của TNL Plaza này thì nó khoảng là 4 tỷ mấy anh chị. Đối với bất động sản thì Sunny cũng không rành đâu, mình chỉ tham khảo bằng cách là mình dựa vào cái tên đó rồi đánh trên Google để là giá căn hộ TNL Plaza bao nhiêu thì nó sẽ ra cái diện tích rồi với giá cả. Nhưng mà bây giờ nếu mà có công việc ổn định đối với người dân Sài Gòn thì mua chung cư cũng rất là dễ. Trả góp anh chị 10 năm, 20 năm, 30 năm nó cũng tiện lợi lắm. Máy bên kia là phường Cầu Kho. Rồi mang theo cái hàng dãy phố này thì chúng ta có mé bên kia nữa, đó là con đường Trần Hưng Đạo. Không biết là anh chị ngày xưa có ở đây hay không. Sunny có men theo những con đường cũ trên con đường Bến Dương Dương này thì trước mặt anh chị nó có một cái đồi, và Sunny có cảm giác như chúng ta là đi trên một cái hình ảnh Đà Lạt thu nhỏ đó anh chị. Phía trước mặt anh chị là con đường rất là nhỏ ngày xưa, nhưng mà bây giờ thì nó khác hoàn toàn rồi. Còn đằng kia thì cây cầu dừa bên Vân Đồn đó, cây cầu dừa. Sunny sẽ tới cái đèn xanh đèn đỏ trước mặt thì Sunny cũng sẽ stop cái clip này ở đây anh chị ha. Rất là vui, mời anh chị chúng ta nhìn lại con đường Bến Chương Dương ngày xưa. Và đây là đại lộ Văn Kiệt trên Bến Chương Vương, dọc theo dòng kênh Bến Nghé. Và chúng ta một phần nào đó chúng ta ghi nhận được Bến Vân Đồn, mé bên quận 4. Một cái
cái gì đó cập nhật Sài Gòn ngày hôm nay gửi anh chị và các bạn. Và tin chắc là anh chị rất là ngỡ ngàng, ngạc nhiên với cái hình ảnh Bến Chương Dương ngày hôm nay. Cái cầu dừa phía bán máy bên phải của anh chị đó. Cái nền Bến Vân Đồn nó cũng thay đổi, nó mở rộng ra anh chị. Chứ ngay chỗ cây cầu dừa đó là cái cầu đó là mới. Đây, cái góc đó là mới, mới sau này thôi. Cái cầu dừa cũ là nó mé bên trong của bên quận 4. Rồi tới đây thì Vinny cũng nói lời tạm chia tay với anh chị và các bạn. Nhưng đây cũng kính chúc anh chị các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hy vọng rằng anh chị thú vị với cái clip lang thang trên cái nền Bến Chương Dương cũ của Vinny. Mé bên tay trái thì chúng ta sẽ có con đường Trần Đình Xu để về đường Trần Hưng Đạo. Con đường Trần Đình Xu ngày xưa là Pháp Diệm anh chị. Rồi với ngã ba này, Sunny một lần nữa kính chúc anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn. Ý một cái điều để nhắc nhớ, mém đây là con đường Trần Đình Xu Pháp Diệm anh chị ha. Hướng về quận nhất, về con đường Trần Hưng Đạo. Và đặc biệt Sunny muốn nói thêm ngay bên đây nè anh chị, kế bên cây xăng mé bên phải thì chúng ta có con đường Nguyễn Khoái. Và con đường Nguyễn Khoái đó sẽ về Tôn Thất Thuyết trên dọc con đường Bến Vân Đồn. Rồi có thể là đây là một cái địa điểm để nhắc nhớ cho anh chị. Bye bye anh chị nha, hẹn gặp lại, bye bye.